Cát Phượng vô lễ với đàn anh bị khán giả tẩy chay, phá thai vì tình trẻ Kiều Minh Tuấn. Từ nghệ sĩ hài được yêu thích, Cát Phượng liên tiếp vướng phải hàng loạt thị phi và bị khán giả quay lưng suốt thời gian dài. Cát Phượng sinh năm 1970 và được khán giả biết đến với vai trò là diễn viên hài, diễn viên kịch, diễn viên điện ảnh Việt Nam. Với cách diễn duyên dáng cùng với khiếu hài hước, cô được nhiều khán giả yêu thích. Mê làm diễn viên từ nhỏ, cô đã tham gia trường điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng ít ai biết rằng Cát Phượng ở trường sân khấu vỏn vẹn một năm nhưng bị nhà trường buộc thôi học. Cô phải trải qua những ngày bán máu, ăn mì tôm để chờ vai diễn. Sau bao năm tháng cố gắng, nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi và ngừng nghỉ, thì cô chợt nhận ra đã hơn 20 mấy năm gắn bó với nghề. Cô để lại nhiều vai diễn đáng nhớ nhất trong lịch sử. Năm 2001, cô đạt giải Mai Vàng 2001, nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất, vai Thị Nở trong Chí Phèo. Và giải Mai Vàng 2010, vai Nương trong vở Cánh Đồng Bất Tận. Ngoài ra phải nhắc đến đó là vai diễn của Cát Phượng trong bộ phim Đất Phương Nam. Bộ phim có sự góp mặt của Hùng Thuận, Trung Dân, Ánh Hoa, Mạc Cang, Phùng Ngọc, Thúy Loan, Thanh Điền đã tạo nên một làn sóng mới và đánh dấu sự nghiệp diễn viên của Cát Phượng. Chuyện tình 4 năm với Thái Hòa nhưng tan vỡ chỉ sau một tuần kết hôn. Thái Hòa và Cát Phượng quen biết nhau trong một buổi tập kịch tại sân khấu Phú Nhuận. Sau vài lần gặp gỡ, Thái Hòa đã phải lòng đàn chị xinh đẹp, còn Cát Phượng cũng yêu mến sự cuốn hút duyên dáng và tài năng của nam diễn viên. Kể từ đó, cả hai thường xuyên dành thời gian hẹn hò, cùng nhau đi ăn, đi quay và chuyện gì đến cũng đến. Nhân một ngày đẹp trời, Thái Hòa bất ngờ tỏ tình với Cát Phượng rằng, chị, em yêu chị. Thái Hòa và Cát Phượng có mối tình lãng mạn bên nhau suốt 4 năm. Kết tinh tình yêu của cả hai là sự ra đời của cậu quý tử Bom. Sau khi sinh con trai đầu lòng được 10 tháng, cặp đôi quyết định về chung một nhà bằng một đám cưới hoành tráng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chẳng thể hạnh phúc như thuở đang yêu. Ở thời điểm ấy, Cát Phượng đã là một nghệ sĩ nổi tiếng đình đám và có lịch trình dày đặc. Còn Thái Hòa cũng là một diễn viên mới nổi đang tạo dựng tên tuổi nên không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Chính bởi vì ít được chồng quan tâm chăm sóc, nữ diễn viên luôn cảm thấy buồn lòng. Sau đó, cặp đôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn và quyết định đường ai nấy đi chỉ sau 7 ngày kết hôn. Tuy nhiên, dù ly hôn nhưng cả hai vẫn ở chung một nhà và sống ở hai căn phòng khác nhau. Mãi đến năm 2006, Thái Hòa và Cát Phượng mới chính thức chia tay. Nhiều năm sau đó, Cát Phượng từng có dịp trải lòng rằng cô khá hối hận vì quyết định ly hôn vội vàng của mình, bởi điều này đã làm cho con trai không có một gia đình trọn vẹn. Vô lễ với tiền bối nghệ sĩ nhân dân Việt Anh. Còn nhớ thời điểm cách đây một năm, vụ việc Nam Gamer có những phát ngôn phản cảm sai lệch về cố nghệ sĩ Chí Tài đã khiến nhiều gương mặt nổi tiếng với giới trẻ Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ nhằm chỉ ra lỗi sai và yêu cầu người này phải có động thái xin lỗi với cố nghệ sĩ. Cát Phượng là một trong những người có xuất hiện trong buổi gặp mặt với Nam Gamer. Tuy nhiên, bên cạnh những người đồng tình rằng phải làm rõ vụ việc để tránh những cá nhân học theo, thiếu tôn trọng với người đã khuất, thì vẫn luôn có những quan điểm trái chiều. Nghệ sĩ nhân dân Việt Anh là một trong những người đã bày tỏ trên trang cá nhân sự không hài lòng với hành động chưa nghệ sĩ của đàn em. Chính vì quan điểm đối lập, Cát Phượng cũng lên tiếng đáp trả đàn anh và cho rằng cô không hề làm sai và đã rất chừng mực lịch sự với Nam Gamer. Tuy nhiên, có vẻ như vì quá bức xúc trước lời nghệ sĩ nhân dân Việt Anh nên cô không giữ được bình tĩnh, xưng tôi với đàn anh và bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội, cho rằng cô đã vô lễ với người có tuổi đời lẫn tuổi nghề lớn hơn mình. Mối tình ồn ào với phi công Kiều Minh Tuấn. Hậu đổ vỡ hôn nhân, Cát Phượng tìm được hạnh phúc mới bên nam diễn viên kém 18 tuổi Kiều Minh Tuấn. Nữ diễn viên thừa nhận chính tình yêu bền bỉ và sự quan tâm của Kiều Minh Tuấn đã khiến cô tan chảy. Trong suốt 12 năm bên nhau, dù luôn chứng minh sự hạnh phúc khi dính như sam ở bất cứ đâu, nhưng cặp đôi nhiều lần dính tin đồn chia tay. Được biết, trong thời gian hẹn hò, Cát Phượng từng mang thai với Kiều Minh Tuấn. Nữ diễn viên chia sẻ, năm 2011 tôi từng có thai với anh Tuấn, nhưng lúc đó tôi lại nghĩ anh Tuấn vẫn chưa yêu mình, hoặc nếu có thì cũng chỉ là vì tình cảm trai gái đơn thuần. Nghĩ thế tôi đã quyết định đi bỏ con. Đến lần thứ hai, anh ấy bỏ đi khỏi nhà và nhắn tôi một câu, lần sau nếu em tự quyết định thì em đừng nhìn anh nữa. Khi ấy tôi mới bắt đầu hiểu, thì ra Tuấn yêu tôi là thật. Năm 2017, chuyện tình cảm của Cát Phượng vướng lùm xùm khi có tin đồn Kiều Minh Tuấn an nguy phim giả tình thật. Và Cát Phượng thì muốn dùng chuyện đời tư để PR phim. Thậm chí An Nguy còn công khai tin nhắn nhóm cho rằng Cát Phượng giận chuyện buộc cô và Kiều Minh Tuấn phủ nhận tình cảm trên mặt báo. Khi đó An Nguy lại muốn sống thật với cảm xúc nên hành động trái ngược với mục tiêu ban đầu của Cát Phượng. Trước lời cáo buộc này, Cát Phượng khẳng định từ khi xảy ra chuyện, cô không hề liên lạc với An Nguy, thậm chí cô còn mang cả tính mạng bản thân lẫn con trai ra để thề thốt. Hành động của Cát Phượng tiếp tục bị chỉ trích vì đưa con cái vào lùm xùm không đáng có của người lớn. Sau hàng loạt thị phi, Cát Phượng trở nên kín tiếng hơn. Vài năm trở lại đây, cô ưu tiên việc làm nhà sản xuất, tổ chức các show diễn, đảm nhận vai trò đạo diễn và tập trung kinh doanh. Về chuyện tình cảm, Cát Phượng vẫn đang rất hạnh phúc bên tình trẻ Kiều Minh Tuấn. Đặc biệt, nam diễn viên cũng rất được lòng con trai Cát Phượng.